Xin chào mọi người. Áp vừa ra chuyện mới, nhưng chuyện đó không giống như loại chuyện này. Chuyện đó là thuần về đô thị, giống như Phú Đại Gia ở Rể đó, thuộc dạng đó. Thành ra là với lại chuyện đó là nó có sẵn, Áp không cần phải dịch. Thành ra mọi người đừng lo, chuyện này thì Áp vẫn ra hàng ngày, vẫn cố gắng dịch để ra hàng ngày. Đệ Nhất Phế Vật Kiếm Tông, tập 211. Lại giả lúc này kinh hãi muốn chết, vừa vàng khi triển ra lực lượng không gian để chống lại không gian đang gấp bốc xung quanh mình. Thế nhưng là dường như không có ích trợ gì, chỗ không gian kia vẫn đang chậm rãi gấp lại, chỉ là tốc độ hơi chậm là một chút mà thôi. Ngay tại lúc lão giả sắp bị không gian này xếp gã thành hai đoạn, thì La Tuấn ở một bên đột nhiên rút kiếm hướng về phía không gian đang muốn gấp lão giả lại kia, bỗng nhiên bổ tới. Lập tức một đạo kiếm khí màu trắng đánh vào phía trên không gian kia. Không gian đó lập tức bị chém ra một vết nứt không gian đen nhẵn. Lão giả vội vàng thi triển không gian thuật bỏ chạy từ bên trong vết nứt không gian đen nhẵn này trốn thoát. Mới vừa ra tới trở lại không gian chỗ đứng vừa rồi của lão giả, lập tức một tiếng gãy gập chồng chất lên nhau, hình thành một hình trạng cực kỳ quỷ dị. Lão giả thấy thế, mi mắt dịch trong lòng tràn đầy sợ hãi. Khá lắm, Nhân Hoàng Kiếm không hổ là tồn tại xếp thứ hạng nhất trên bảng tiên thiên đạo khí, thậm chí ngay cả không gian thuật của bản hoàng đều có thể chém vỡ. Thanh thanh âm rơi xuống, Yêu Hoàng xuất hiện tại trước mặt mọi người. Nhìn thấy Yêu Hoàng, Tử Điêu trên bờ vai Di Phong vui mừng, Tử Quang lấy lên rơi xuống trên bờ vai Yêu Hoàng, Tiểu Trảo vỗ nhẹ vào đầu Yêu Hoàng. Trong mắt Yêu Hoàng hiện lên một tia cười dịu dàng, sau đó nhìn Di Phong nói ra: đa tạ khoảng thời gian này đã chiếu cố đến nàng. Đối với mọi chuyện về Di Phong, hắn đều đã nghe được, chỉ một câu hắn rất hài lòng. Di Phong cười khẽ lắc đầu: ta đã đem Tỷ Yêu Hỏa xem như thân nhân của mình. Tử Điêu cái miệng nhỏ hé mở, lộ ra nụ cười đáng yêu, sau đó gật cái đầu nhỏ một cái. Yêu Hoàng, nơi này là thế giới là người. Ở một bên, La Tuấn trầm giọng nói. Yêu Hoàng khinh thường cười một tiếng: thế giới loài người là như thế nào? Bản hoàng muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Chẳng lẽ ngươi còn muốn cấm chỉ không cho bản hoàng bước vào thế giới loài người hay sao? Được rồi, bản hoàng cũng lười nói nhảm, hôm nay xuất hiện chỉ vì một chuyện. Nói đến đây, Yêu Hoàng quay người chỉ vào Dương Phong. Kể từ hôm nay, hắn coi như là người có yêu vật ta, các ngươi minh bạch hay không? La Tuấn sầm mặt xuống. Ma vực, yêu vực cùng đế quốc định hãn của hắn có một ước định, đó chính là hoàng gia cảnh của song phương không được ra tay với bản bối song phương. Bởi vì hoàng gia cảnh thực sự quá mức khủng bố, nên như bọn hắn một lòng muốn giết một huyền giả từ hoàng gia cảnh trở xuống, đó thực sự là quá mức dễ dàng. Cường giả tam tộc định ra cái ước định này đương nhiên là vì bảo vệ hậu bối của mình. Hiện tại Yêu Hoàng nói kiểu này thì nói cách khác, về sau để quyết định hắn phải nói là huyền giả cả nhân loại cũng không thể tiếp tục phái hoàng gia cảnh ra tay với Di Phong. Yêu Hoàng hắn là huyền giả nhân loại mà không phải là yêu thú. La Thuấn sắc mặt có chút khó coi. Thực lực của Di Phong từ hoàng gia cảnh trở xuống có bao nhiêu người có thể đủ giết được hắn chứ? Yêu Hoàng đây là nói rõ bảo hộ Di Phong à? Yêu Hoàng cười lại một tiếng. Nếu theo ngươi nói như vậy, bản hoàng có thể ra tay giết hết quái vật mà đế quốc định hán của các ngươi bồi dưỡng kia hay không? Hoàng đã thực sự muốn bảo đảm hắn sao? La Tuấn trầm giọng nói ra. Chỉ là ta rất hiếu kỳ, Yêu Hoàng vì sao lại phải tự mình ra mặt bảo đảm một huyền giả nhân loại như vậy chứ? Yêu Hoàng nói ra. Ngươi không cần biết, bán hoàng nói lại lần cuối cùng, hắn coi như người của yêu vật ta, cho nên ước hẹn của tam tộc có giá trị đối với hắn. Nếu là hắn chết tại trong tay huyền giả hoặc dẫn trở xuống vậy thì cũng thôi, chỉ trách hắn thực lực không đủ, bán hoàng không quan tâm. Nhưng là nếu các ngươi dám phái hoàng cảnh ra tay với hắn, vậy cũng đừng trách bản hoàng xé bỏ ước định, tự mình lấy đầu Nhân Hoàng ngươi. Bản hoàng cũng muốn xem thử, mấy lão yêu quái để quyết định hắn kia của ngươi có tin ngăn nổi bản hoàng hay không. Nói xong, Yêu Hoàng tay phải vung lên, cùng Dương Phong còn có Tỷ Gia Hỏa lập tức biến mất ngay tại chỗ. La Tuấn thần sắc cực kỳ u ám, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Ở một bên, A Mất Như một bực trầm mặt, khẽ không mày. Nàng không nghĩ tới Di Phong này thế mà có ân oán cùng La Tuấn,
mà lại dường như vẫn là không thể hóa giải. Hồi lâu sau, nàng khẽ lắc đầu, thầm nghĩ mình nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Tương lai của anh gia mới là trên yên nhất. Chỉ là hơi do dự một chút, A Bất Như đối với nữ tử áo đen bên cạnh nghe gật đầu, sau đó thân hình run lên, lập tức biến mất ngay tại chỗ. A Nam tỉnh liếc mắt nhìn phụ thân của mình, sau đó hướng về phía cửa thành đi đến. Trong đầu nghĩ tới một màn Dương Phong dùng thân thể thay nàng ngăn đỡ cơn mưa tên kia. Ở một nơi nào đó, Dương Phong đối với Yêu Hoàng có chút thi lễ, nói ra: đa tạ tiền bối cứu giúp. Yêu Hoàng nói: tạ ơn liền không cần. Bản Hoàng biết được người đối với Tử Nhi rất tốt, mà lại là thực tình, không có tư dục, thiên phú cùng tiềm lực của ngươi không thua kém bất kỳ người nào trên thế gian này. Nên gì không chết yểu, thì tương lai thế giới này nhất định sẽ có thêm một siêu cấp cường giả. Ngươi cùng Tử Nhi ở cùng một chỗ, đối với nàng mà nói chỉ có chỗ tốt. Tóm lại, Bản Hoàng sẽ không quan tâm tới mọi chuyện giữa các ngươi, thì các ngươi tự dạy vò nhau đi. Nghe được lời nói của Yêu Hoàng, Dương Phong vui mừng. Yêu Hoàng này không phải lỗi hắn cùng Tế Hỏa ở chung một chỗ, vậy thì không còn gì tốt bằng. Nếu không lần này mọi chuyện coi như sẽ khó giải quyết. Nhớ thế thì Yêu Hoàng chính là phụ thân của Tế Hỏa, hiện tại thì tốt rồi, không cần phải lo lắng về vấn đề này. Tự điều trên bờ vai Dương Phong vọt đến trên bờ vai Yêu Hoàng, tiểu trảo vỗ nhẹ lên đầu Yêu Hoàng, hiển nhiên nó rất hài lòng với lời nói của Yêu Hoàng. Yêu Hoàng nhẹ cười nói ra: ta lần này đến đây đã đón Tử Nhi trở về, bởi vì nàng đã đạt tới tôn giai, nhất định phải được tiếp nhận truyền thừa trong tộc. Điều này đối với nàng mà nói rất trọng yếu. Dương Phong trong lòng có chút không nỡ. Tế Giới Hỏa vừa mới thức tỉnh, hắn cũng còn chưa cùng Tế Giới Hỏa thật tốt tâm sự. Chẳng qua hắn cũng biết, hắn không có cách nào ngăn cản, mà cũng có thể ngăn cản. Phải biết, cách truyền thừa này đối với yêu thú mà nói, thế nhưng cực kỳ trọng yếu. Tới đây lần này, con không kiếm chuyện, bởi vì truyền thừa kia thật sự rất trọng yếu. Bởi vì sau khi nàng được truyền thừa, nàng lại có thể hóa thành hình người. Lấy tình thế trước mắt mà nói, Nà Tuấn nhất thống toàn bộ Nam Vực, hắn là không có gì phải hồi hộp. Ta biết người tất nhiên sẽ ngăn cản hắn, chỉ là cố gắng hết sức là được. Vì dù sao, thực lực cá nhân cuối cùng cũng là có hạn, không cần thiết đi làm chuyện hy sinh vô ích, hiểu chưa? Yêu Hoàng đột nhiên nói. Dương Phong nhận gật đầu, hắn đương nhiên sẽ không liều mạng hy sinh, nhưng là hắn sẽ không để cho Nhân Hoàng này liền đơn giản như vậy mà lấy xuống Nam Vực. Do thế thì hắn hiện tại cùng Nhân Hoàng đã là tử địch, mối thù giữa song phương căn bản là không có cách hóa giải, không phải hắn chết thì chính là đối phương phải chết. Tiền bối hắn là biết Nhân Hoàng này nếu là nhất thống nhân loại thì đối với yêu vực không phải là một chuyện tốt, bởi vì sao không ngăn cản hắn? Dương Phong trầm giọng nói. Ta đương nhiên biết. Yêu Hoàng cười nói, Nhân Hoàng là muốn nhất thống toàn bộ đại lục, hắn làm sao có thể bỏ qua cho yêu vực của ta được chứ? Chính là yêu vực của ta, tại sao lại phải ngăn cản hắn làm gì chứ? Để cho nhân loại tự giết lẫn nhau, làm cho thực lực tổng hợp của nhân loại bị suy yếu, không phải là tốt hơn sao? Còn nữa, yêu vực ta lúc này nếu là ra tay, ta chính sẽ để cả huyền giả nhân loại các ngươi đoàn kết lại. Phải biết, nhân loại các ngươi chính là rất cầu thị cùng kiên kỵ yêu tộc của ta. Để lúc đó, Nhân Hoàng này vô cùng có khả năng, không cần một binh một tốt, lấy thế triệu triệu ra đền cho toàn bộ huyền giả của huyền giả đại lục. Người ta thì hắn chính là kẻ cầm Nhân Hoàng kiếm, sau lưng lại có để quân đình hắn duy trì. Dương Phong không khỏi cười khổ, hắn thế mà quên đi điểm này. Hắn mặc dù sẽ không cầu thị yêu thú như là những huyền giả nhân loại khác thì sao chứ? Lúc này yêu vực nếu là ra tay, chỉ sợ thực sự đúng như những gì Yêu Hoàng vừa nói. Là tấm kia không cần một binh một tốt, lấy thế nhất thống tất cả nhân loại. Ngày khác, nếu là cả thế giới loài người này không chứa nổi ngươi, ngươi cứ đến yêu vực của ta. Yêu Hoàng cười nói. Dương Phong cười cười, tiền bối yên tâm, nếu như thật sự có ngày đó, vạn bối nhất định sẽ tiến về yêu vực. Để thực ra vạn bối không muốn chết. Yêu Hoàng cười ha hả một tiếng, sau đó bắt lấy Tử Điêu còn lưu luyến không rời kia, thân hình run lên, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, chỉ lấy lại một câu: cẩn thận Nhân Hoàng kiếm, tự giải quyết cho tốt. Nhân Hoàng kiếm sao? Dương Phong có chút trầm ngâm, sau đó triệu hồi ra kiếm linh của Cổ Sao. Người có thể trấn áp Nhân Hoàng kiếm kia hay không? Cổ Sao để có thể áp chế đối với kiếm, Nhân Hoàng kiếm này nếu là kiếm, vậy hắn là Cổ Sao cũng là có thể áp chế đúng không? Dương Phong trong lòng không thể xác định, thoáng suy nghĩ. Thế nhưng là để hắn thất vọng, kiếm linh lắc đầu, không thể áp chế.
Vì cái gì chứ? Giờ vòng khó hiểu. Ngươi không phải là có trên sưng có thể làm cho vạn kiếm thần phục hay sao? Nhưng hoàng kiếm này không phải cũng là kiếm sao? Mi bắt kiếm lên, dịch dịch nói ra. Nó là tiên thiên đạo khí. Là tiên thiên đạo khí do thiên địa sinh ra. Có thiên địa này phù hộ, bằng không thì cũng sẽ không phải là tồn tại xếp hạng thứ nhất trên bảng tiên thiên đạo khí, hiểu chưa? Xếp hạng trên bảng tiên thiên đạo khí sao? Ngươi là tiên thiên đạo khí hay là hậu thiên? Diệp Phong cũng không ngại học hỏi một chút. Không biết. Diệp Phong sững sờ, ngạc nhiên nói: làm sao lại không biết được chứ? Mời ngươi rốt cuộc là thứ gì? Ngươi mới là cái thứ gì đó? Kiếm Linh có chút tức giận, trừng mắt tiếc gì Diệp Phong. Ngươi sẽ còn biết tức giận, sẽ còn mắng chửi người sao? Diệp Phong kinh ngạc. Kiếm Linh đứng hình, trầm mặc một hồi lâu. Diệp Phong giang tay ra nói ra: chúng ta thật tốt nói chuyện đi. Có vỏ kiếm thì phải có kiếm, kiếm của ngươi đâu? Bị phong ấn. Kiếm Linh có chút buồn bã nói ra: ai phong ấn chứ? Chủ nhân. Ừ? Chủ nhân là ai? Chủ nhân chính là chủ nhân. Kiếm Linh có chút không kiên nhẫn nói ra: chủ nhân của ngươi lợi hại lắm sao? 100 triệu ngươi không phải là đối thủ của hắn. Kiếm Linh nhìn nhạt liếc mắt nhìn Di Vong, khóe miệng giật một cái. Vậy ngươi làm sao không đi tìm chủ nhân của ngươi? Hắn chết rồi. Kiếm Linh nói ra: thôi đi, ta còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại, hóa ra cũng phải chết ta. Diệp Phong có chút khinh thường nói ra: ngươi có thấy ai không chết hay chưa? Kiếm Linh nói. Diệp Phong không nói gì. Đúng vậy, hắn xác thực chưa từng thấy qua. Chúng ta không nói cái đề tài này nữa. Kiếm của ngươi mạnh hay là nhân hoàng kiếm kia mạnh? Diệp Phong lại hỏi. Nhân hoàng kiếm tính là cái thứ gì chứ? Kiếm Linh khinh thường nói. Ngay cả pháp tắc phiến thiên địa này để không thể tránh thoát, như thế nào đi so sánh cùng chúng ta chứ? À, mắt Diệp Phong sáng bừng lên. Đi, nhanh đi đi, chúng ta đi nhanh lên. Đi đâu chứ? Đi nhanh lại đi, giải phong ấn kiếm của ngươi. Diệp Phong đưa gì nói ra. Kiếm Linh đứng hình lệnh hai. Sao thế? Chẳng lẽ ngươi không muốn sao? Diệp Phong nói ra. Kiếm Linh nói. Thực lực của ngươi không đủ, đi là chịu chết. Diệp Phong sững sờ nói ra. Muốn như thế nào mới tính là đủ chứ? Kiếm Linh có chút cầm ngâm. Cho tới thì Tiên Gia Tử năm đó thực lực đều không đủ. Mồ hôi Diệp Phong tuôn ra như thác. Đến lúc này, một hắc y nhân xuất hiện tại trước mặt Diệp Phong. Nữ tử áo đen liếc mắt nhìn Kiếm Linh, rồi đặt ánh mắt rơi vào trên thân Diệp Phong, nói ra: phu nhân muốn gặp ngươi. Phu nhân này dĩ nhiên là chỉ A Mất Như. An gia thành nam, trong phòng chỉ có Diệp Phong cùng A Mất Như. Kỳ thực bản thân Diệp Phong còn không muốn gặp anh Bích Như, bởi vì bọn họ lúc này đã là lập trường đối địch, gặp mặt thì khó làm được gì chứ. Hắn không biết A Mất Như bọn người tại sao phải cùng La Tuấn kia kết liên minh. Nhưng là hắn biết rõ, đó chính là hắn căn bản không có cách nào thay đổi mọi chuyện để trở thành sự thật này. Diệp Phong tự mình nhận thức được. Ngươi cùng nhân hoàng kia dường như có lo lắng đúng không? A Bất Như đột nhiên nói. Diệp Phong nhận gật đầu. Ta thể ra mặt thay các ngươi hòa giải. A Bất Như nói. Diệp Phong ngạc nhiên nhìn nàng. A Bất Như nói. Nam vực nhất thống là chiều hướng phát triển chung, không phải là ngươi có thể đi ngăn cản được. Bởi vì một số thế gia tại trung vực, kể cả là tâm môn cửu phẩm, để đã cùng La Tuấn đạt thành hiệp nghị giúp hắn nhất thống Nam vực. À không đúng, hắn là nhất thống toàn bộ Huyền Giới đại lục. Ngươi cùng hắn đối nghịch cũng không khác gì đang cùng rất nhiều thế gia còn có tâm môn đối nghịch, hiểu chưa? Hắn hứa hẹn với các ngươi điều gì? Diệp Phong rất hiếu kỳ, đến cuối cùng La Tuấn kia đã hứa hẹn cho những thế gia tâm môn này cái gì vậy mà để những thế gia tâm môn này để cùng hắn kết liên minh? A Mất Như trầm ngâm chỉ chốc lát, sau đó nói: sau khi nhất thống chư vực, hắn sẽ để những tâm môn cùng thế gian này khai tông lập phái tại chư vực. Nó đơn giản một chút, nếu như hắn nhất thống Nam vực thì như vậy những cái tâm môn cửu phẩm cùng một số thế gian trung vực kia đều có thể mở tông phái của mình tại Nam vực, sau đó sẽ chiêu mộ thu đệ tử để tông phái của mình lớn mạnh, đem thế lực tâm môn của mình trải rộng đến toàn bộ Huyền Giới đại lục. Lại có cái tâm môn nào có thể cự tuyệt được sự cám dỗ này chứ? Thì ra là như thế. Diệp Phong minh bạch nói ra. Hắn hứa hẹn cho anh gia cái gì? Để cửa hàng của anh gia trái rộng toàn bộ Huyền Giới đại lục. A Bất Như nói ra. Ta không có lý do gì để cự tuyệt, bởi vì hắn đại thế đã thành, nếu cự tuyệt thì đại biểu là muốn khai chiến. Lúc này phía sau hắn còn đế quốc định hắn quái vật khổng lồ này, trái phải lại có tông môn cùng thế gia duy trì, anh gia có cách nào chống cự? Do Phong nhớ mày nghe A Bất Như nói thì Thủy Hoàng cùng Thú Hoàng lúc này tình cảnh rất là không ổn ra. Bởi vì chỉ dựa vào đế quốc đại tần cũng đế quốc huyền thú,
căn bản là không có cách nào chống cự cả đế quốc Đình Hán này cùng những thế gia có tông môn của Trung Vực cùng liên thủ. Cho nên chỉ là hiện tại bên trong đế quốc Đại Tần còn có những tai họa như nguyên môn chưa thể diệt trừ. Giữa ngươi cùng La Tuấn không phải là tử thù gì, ta nếu như ra mặt thay các ngươi hòa giải, hắn là có thể hòa giải. Lấy năng lực của ngươi, hắn tất nhiên sẽ trọng dụng ngươi, A Bích Như nói. Di Vong và A Bích Như cứ như thế mà nhìn thẳng vào nhau. Nàng khẽ nhíu mày đang chuẩn bị nói cái gì đó, thì Di Vong lại bỗng nhiên lắc đầu cười một tiếng. Ta đột nhiên phát hiện giữa chúng ta có lẽ thực sự không thích hợp. Ta biết ngươi là có ý tốt, phần tâm ý này ta lĩnh nhận. Ngày sau nếu là ngươi và ta gặp nhau trong trận chiến, ngươi không cần phải nương tay, bởi vì ngươi không nợ ta cái gì. Mà cũng như vậy, ta cũng sẽ không nương tay, bởi vì ta xưa nay sẽ không có chút danh từ nào đối với địch nhân. Nói xong, Di Phong quay người rời đi. A Bách Như thân thể cứng đờ, có chút xuất thần nhìn theo Di Phong từng bước một đi ra ngoài. Địch nhân, mình cùng hắn sẽ trở thành địch nhân sao? Hoặc là nói từ giờ tới đi, hắn để đem mình xem như địch nhân rồi sao? Đúng vậy, cái lệnh là đúng như vậy. Hắn ích kỷ, hẹp hòi, trong mắt không chứa được một hạt cát nào. Mình cùng địch nhân của hắn kết liên minh, hắn khẳng định là đã xem mình xem như là địch nhân. Thế nhưng là mình đã làm gì sai rồi sao? Không hề sai. An gia chỉ có thuận theo trào lưu mới thể tồn tại lâu dài. Mình là chủ nhân của An gia, làm như thế đương nhiên là không sai. Thế nhưng là mình làm như thế chẳng cách nào là muốn cùng hắn trở thành địch nhân. Mình nguyện ý cùng hắn trở thành địch nhân hay sao? Nhưng mà không hề quay đầu lại. Hãy biết mình làm như vậy có chút không công bằng đối với An Bích Như, nhưng là không có cách nào, hắn chỉ có thể làm như thế. Nàng nếu như đã làm ra lựa chọn, mời mọi người chỉ thấy là đối địch, hiện tại đem mọi chuyện nói rõ ràng, thì đến lúc đó đôi bên đều không cần kiêng kỵ, đây là điều tốt nhất không thể nghi ngờ. Di Phong dừng bước bởi vì nữ tử áo đen kia đã xuất hiện tại trước mặt hắn. Di Phong có chút nổi nóng nói ra, người có biết chính người rất đáng ghét hay không? Nếu như có đủ thực lực, hắn tuyệt đối sẽ đem quần áo nữ nhân trước mắt này lột sạch, ngược đãi 100 lần, 1000 lần, bởi vì cô gái này luôn luôn y hiếp hắn, đồng thời còn thích đổ hết mọi chuyện lên trên đầu hắn, điều này khiến hắn rất tức giận. Chỉ thấy Hàn Ý lạnh cả người đánh tới, nên cho toàn thân Di Phong kìm không được mà run một cái, nói xin lỗi nàng. Nữ tử áo đen thanh âm cực lạnh, không mang theo một tí tình cảm nào. Di Phong nói ra, An phu nhân, ta không muốn cùng ngươi là địch, nhưng là đáng tiếc ngươi lựa chọn đứng về bên phía của hắn. Ta không thể nói lựa chọn của ngươi là sai, thế nhưng là đôi bên chúng ta đã trở thành đối địch, đây cũng đã là sự thật. Nên như đã đến mức độ này, ngươi muốn ta nói như thế nào đây, làm như thế nào đây? Ngươi sẽ chết. Sao đừng truyền đến thanh âm của anh Bích Như. Di Phong lắc đầu nói ra, ngươi không hiểu rõ ta, ta không hiểu rõ ngươi. Cứ như vậy đi, ta thực sự không thích dây dưa dài dòng khiến quyết đoán cáo từ. Nói xong, Di Phong không còn dừng lại, bước nhanh hơn, thoáng qua liền biến mất tại trong tầm mắt A Bích Như. Cô, ta sai lầm rồi sao? A Bích Như nhìn nữ tử áo đen. Nữ tử áo đen trầm giọng nói, người này lòng nhỏ hẹp, thủ đoạn càng là tàn nhẫn, trọng điểm nhất chính là thiên phú cùng thực lực của hắn lại đạt cực kỳ khủng bố. Hắn nếu như trưởng thành, tương lai so với tổ sư kiếm tông càng thêm đáng sợ. Chỉ có điều hắn có khả năng đi không đến một bước kia, nhân hoàng kia không thể nào cho hắn có cơ hội trưởng thành. Cho nên ngươi không sai, căn bản không cần vì hắn mà tự trách, không đáng. Ngươi cảm thấy nhân hoàng thật sự có thể nhất thống Nam Vực hay sao? A Bích Như đột nhiên hỏi.